Đây là chiếc xe không liên quan tới chiến tranh hiện tại, tại vì không có dính dáng gì tới cái chuyện xăng cộ hết á. Thời điểm hiện tại các bạn có thể thấy đó là xăng đang lên 30.000 một lít, dầu lên 25.000 một lít, chi phí nhiên liệu đang rất là cao. Một chiếc xe mà có thể nói là thời điểm hiện tại đang rất là hot. Đó là chiếc VinFast VF E34. Thời điểm hiện tại các bạn có thể thấy đó là xăng đang lên 30.000 một lít, dầu lên 25.000 một lít, chi phí nhiên liệu đang rất là cao, nhưng mà chiếc xe này thì với giá điện của EVN thì đang ổn định, cho nên là các bạn mua về rất là phù hợp ở thời điểm loạn lạc hiện nay. Vâng, chiếc VinFast E34 này là sản phẩm đầu tiên trong cái bước chuyển mình thành xe điện của thành hãng xe điện của VinFast, và đây cũng là chiếc xe điện đầu tiên của Việt Nam luôn. Các bạn có thể nhìn thấy vào ngoại hình. Ở ngoại hình thì có một cái dải đèn LED phía trước, đúng như cái phong cách thiết kế của VinFast từ trước tới nay. Và cái phần đèn bên dưới này là đèn LED luôn ha. Đèn này đèn LED luôn, đèn bi LED luôn. Và theo như mình thấy là nó có thể hỗ trợ khi chúng ta lái xe vào những cái góc cần ôm cua thì nó có hỗ trợ tăng sáng lên. Bên phía trước này là mũi cảm biến LiDAR, hứa hẹn trong tương lai chiếc xe này có thể tự hành. Và ở Việt Nam thì cái quy định về xe tự hành vẫn chưa có, cho nên là mình rất rất mong là VinFast họ sẽ làm được cái chuyện đó, là xe có thể tự hành ở môi trường đô thị Việt Nam. Nếu như chiếc xe này mà có thể tự hành được ở môi trường đô thị Việt Nam thì có thể nói đó là đỉnh cao luôn, đi nước nào cũng chạy được. Chạy được ở Việt Nam rồi tôi nghĩ là qua nước khác là yên tâm. Rồi bây giờ nói về ngoại hình thì các bạn cũng đã nhìn chiếc xe này nhiều rồi trên các phương tiện truyền thông cũng như là các kênh review khác. Bây giờ mình sẽ nói về cái thiết kế, có thể thấy là nó khác ở với xe xăng. Ở xe xăng thì chắc chắn ở chỗ này sẽ có một cái cụm nước tản nhiệt, vì bên trong nó là một cái kết nước để mà giải nhiệt. Nhưng với xe điện thì chúng ta sẽ không cần có cái lưới tản nhiệt nữa, tại vì bên trong này là một cái động cơ rồi pin các kiểu thì rất là đơn giản. Mình rất thích xe VinFast ở chỗ đó là họ thiết kế xe, họ làm xe chỉnh chu và cứng cáp. Rồi, khi qua phần bánh mâm bên này, sử dụng một bộ vỏ có thể nói là xịn sò, bộ vỏ Continental. Nếu mở phân khúc giá tiền 500 triệu thì đây là cái xe mà sử dụng bộ vỏ xịn nhất luôn. Continental này thì thường các hãng xe sử dụng cho những cái xe phân khúc cao hơn. Và các bạn sẽ thấy ở phần thân xe này, chúng ta có ngoài cái bộ vỏ xịn ra, bộ mâm xịn ra, chúng ta còn thấy là có 4 thắng đĩa. Xe cái giá tiền như thế này mà có 4 thắng đĩa thì duy nhất Việt Nam rồi. Không có xe nào ở giá tiền dày mà có 4 thắng đĩa đâu mọi người. Thường là sẽ có 2 thắng đĩa phía trước và 2 thắng tan trống phía sau, nhưng mà xe này tới 4 thắng đĩa lận. Xịn đó, có luôn cả cảm biến áp suất lốp luôn. Xe này gắn sẵn cảm biến áp suất lốp luôn. Tuy nhiên là cái keyless entry thì chỉ trang bị bên kia thôi, bên này thì không có nút bấm. Các bạn vẫn phải sử dụng chìa khóa để vô bên này, bên kia thì các bạn chỉ cần bấm nút thôi. Đây là chiếc xe mà mình thấy nó lạ hơn xe xăng, bởi vì cái phần nắp capo, phần đầu xe nó ngắn lắm. Phần đầu xe nó ngắn lắm, cho nên là cái phần thân xe này mình cứ tưởng là nó nhỏ, nhưng mà không phải nha mọi người. Cái cửa nó rất là dài, cái cửa của chiếc E34 này rất dài, cửa trước nè. Cửa sau nó còn dài bất ngờ hơn nữa. Nếu như các bạn để ý những cái xe phân khúc nhỏ như vậy thì sẽ thấy cái cửa nó không có dài như vậy đâu. Và chính vì nó dài như vậy cho nên là mình show cho các bạn cái điều này trước. Đây, vô đây, vô đây. Hàng ghế thứ hai của E34 là một cái hàng ghế mà phải nói là quá rộng luôn. Nếu mà cái chiều để chân như thế này thì chỉ có xe ở phân khúc hạng D thì mới để chân rộng như vậy. Nó rộng một cách bất ngờ luôn á. Nè, chỗ để chân nè. Trời ơi, rộng mà thoáng, mà trong khi đó cái ghế trước mình đang chỉnh là cho vị trí mình ngồi hơi thoải mái tí xíu đó. Rồi, chút nữa mình sẽ nói về nội thất tiếp ha. Phần đuôi xe thì cũng giống như những chiếc xe VinFast khác. Có một cái phong cách thiết kế của VinFast đó là một cái dải đèn LED kéo dài qua, nhưng mà bị chia lại bởi vì ở đây có cái logo. Và cốp xe là cốp điện luôn mọi người, cốp điện luôn. Wow.
chẳng những mở lên bằng điện mà mở xuống cũng điện luôn, đóng xuống cũng điện luôn nè. Đó, êm ái. Và mình sẽ không tiếng tôn chắc cú luôn. Tiếng tôn chắc cú lắm luôn á. Và khi lái chiếc xe này thì mình bị bất ngờ, bởi vì tại sao mà nó êm quá vậy? Mà không có nghe tiếng động cơ. Bây giờ bạn đang nghe một cái tiếng e thì đây là cái tiếng của bơm máy lạnh chứ không phải tiếng động cơ. Còn cái cốp của VF34 thì phải nói là rất là rộng luôn. Ồ, bên dưới này là một cái bộ sạc. Bộ sạc này hình như là không chính hãng nè. Đúng rồi, đây không phải bộ sạc chính hãng của VinFast. Đây là bộ sạc ngoài. Bộ sạc chính hãng mình đang để ở nhà. Bộ sạc này hình như là của anh chủ xe, anh mua riêng nè. VinFast ơi, hãy từ chối bảo hành ông này đi. Tại vì ông đang xài sạc ngoài nè. Đây là bộ sạc ngoài ha. Đây là bộ sạc ngoài, không phải sạc chính hãng. Sạc chính hãng thì nó có thể hòa vào điện lưới 220 chúng ta luôn. Rồi, đây là cái không gian nè, các bạn thấy không? Rộng lắm. Rất là rộng. Nếu mà nói về không gian chiếc xe này thì miễn chê luôn. Bỏ cái nắp này ra nó còn rộng hơn nữa. Cốp điện luôn ha. Chống kẹt không? Wow. Chống kẹt của nó nhạy lắm nha mọi người. Chống kẹt của nó nhạy lắm. Nè, thử coi. Rất nhạy luôn. Bình thường thì cái chống kẹt của những xe khác thì nó xuống nó hơi nặng tí xíu, nhưng mà chống kẹt xe này thì rất là nhạy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vô lái chiếc xe này để xem là nó có điểm gì nó khác biệt so với những cái xe xăng khác. Ok. Rồi, mình đang trên chiếc VinFast VF34 thì chiếc xe này là một chiếc xe điện, cho nên khi bước lên xe mình sẽ nghe rõ nhất là tiếng máy lạnh. Còn cái tiếng động cơ và cái sự rung động trên động cơ, trên thân xe thì không có. Thường khi chúng ta đi xe máy xăng thì dù cho cái chân máy nó có tốt cách nào đi chăng nữa, dù cho cái xe xịn cách nào chăng nữa, các bạn vẫn cảm nhận có một cái độ rung nhất định. Thậm chí các bạn đi Mercedes các bạn vẫn cảm nhận được. Nhưng trên chiếc xe này thì không hề có một cái rung động gì cả. Và nó êm khủng khiếp luôn. Rồi, cần số là núm vặn nha, mình vặn qua D nè. Ở trên màn hình này nó thể hiện được áp suất lốp, thể hiện được cảnh báo tốc độ. Ví dụ các bạn chỉnh là cảnh báo tốc độ 120 thì nó cảnh báo luôn. Rồi, mình đã qua D rồi đó. Giờ nhả chân ga ra. Wow, chiếc xe đã trường đi. Nhả chân ga ra là chiếc xe trường đi. À, nếu như các bạn muốn nhả chân ga ra mà cái xe nó không trường đi quá mạnh á, thì các bạn có thể điều chỉnh cái này luôn. Nó sẽ có cái chức năng là điều chỉnh để cho nhả chân ga ra nó không trường đi nhanh, để cho các bạn cảm thấy yên tâm hơn. Chiếc xe này không hiểu sao mà cái độ trường của nó cũng khá là lớn. Nó đi trường tới 7 km/h. Bình thường thì trên những cái xe khác thì nó trường khoảng chừng 3-4 km/h thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đạp thử ha, đạp ga thử nè. Oh, wow. Êm một cách gọi là yên tĩnh, giống như là chúng ta đang ở trong một cái chùa vậy đó. Rất yên tĩnh. Và những người nào mà có tâm tịnh như mình thì lái xe này rất là phấn khích luôn. Tại vì nó êm quá, phê quá. Và đặc biệt đó là trên một cái xe có phân khúc giá tiền rẻ như vậy, nhưng VinFast họ đã trang bị những cái điều mà trên xe sang mới có. Ví dụ như cái cần gạt xi nhan, cái tiếng cần gạt xi nhan nó êm lắm, nó không phải như những cái xe phân khúc rẻ tiền khác. Thường là chúng ta đi những cái xe phân khúc rẻ tiền khác, chúng ta gạt xi nhan sẽ nghe cái cạch, nghe rất là ghê, nhưng mà trên chiếc E34 thì không có. Còn về cảm nhận trên vô lăng á, thì đây là cái xe điện cho nên là nó không sử dụng trợ lực dầu. Hiển nhiên rồi, nó chỉ sử dụng vô lăng trợ lực điện. Và cái vô lăng này nó khá nhạy nha. Ví dụ như mình đang đi tốc độ có 30 thôi, nhưng mà mình đánh vô lăng thì xe nó lắc nhiều,
thì chứng tỏ cái độ nhạy vô lăng rất là cao. Độ nhạy vô lăng rất là cao luôn. Rất tiếc là lần này mình không có review ở tốc độ cao được, tại vì cái xe này chưa có bảng số, cho nên là mình chỉ chạy trong nội khu thôi, chưa có chạy ra ngoài đường được. Về cái ga của chiếc xe này thì đạp ga nhấn lên một cái là nó tăng tốc liền, không có một độ trễ gì cả. Nói chung là rất là nhạy luôn. Và vì nó nhỏ cho nên là chúng ta sẽ luồn lách trong thành phố rất là sướng. Một điểm mình thích nữa đó là trên chiếc xe này có hệ thống cảm biến xung quanh xe. Và khi chúng ta bấm, khi chúng ta đi vào cái chỗ mà nó hơi chật hẹp á, thì nó báo cho mình cái vị trí mà cảm biến nó nhận. Mình thích là tại vì sao? Tại vì nó báo rất là rõ theo hướng. Ví dụ như mình thấy là cái xe kia nó đang cách mình bên phía bên tay phải đi, thì cái âm thanh nó phát ra từ bên phải, còn bên trái âm thanh nó phát ra từ bên trái. Cái điều này thường trên những cái xe sang á, hệ thống cảnh báo va chạm trên những cái xe sang á, nó mới thể hiện rõ cho mình biết. Nhưng trên xe VinFast thì họ cũng đã trang bị cho một chiếc xe phân khúc giá rẻ thế này rồi. Cho nên là các bạn lái chiếc xe này, các bạn sẽ thấy rất là thích ở chỗ đó là những cái gì cần thiết cho một chiếc xe để vận hành trên đường thì VinFast họ đã trang bị rất tốt luôn. Và ở phân khúc xe 500 triệu như vậy thì cũng không có cái xe nào cho cái cảm giác tăng tốc tốt như là cái xe điện VinFast. Hiển nhiên rồi thì xe xăng không thể nào so với xe điện về cái chuyện tăng tốc được cả. Nhưng nếu như mua chiếc xe này về để chạy dịch vụ thì mình thấy là một trong những sự lựa chọn rất sáng suốt. Bởi vì sao? Giá xăng đang tăng phi mã. Thì đây chủ đề giá xăng đang là chủ đề rất là hot. Thì các bạn mua một chiếc xe điện về, các bạn sẽ không bị phụ thuộc vào chuyện thị trường thế giới xăng tăng giá, hay là Mỹ quýnh Iraq, hay là Nga đánh Ukraine gì đó thì không liên quan tới mình. Mình chỉ quan trọng đó là EVN đợt này giá bao nhiêu. Đó, chỉ quan trọng điều đó thôi. Rồi, trên xe điện này thì về vô lăng mình mới lái thử rồi. Bây giờ mình sẽ dừng lại để review sơ về những cái trang bị trên cái xe này. Về cách âm gầm, mình nói thêm tí xíu về cách âm gầm. Như các bạn đã biết, trên một chiếc xe động cơ xăng, chính cái âm thanh động cơ là thứ tuyệt vời nhất để triệt tiêu âm thanh môi trường. Các bạn nhớ nha, nhớ kỹ câu này nha. Chính cái âm thanh động cơ xe xăng nó triệt tiêu cái âm thanh xe môi trường. Ví dụ như cùng tần số dao động thì nó sẽ triệt tiêu bớt. Cho nên là trên xe xăng, chính cái động cơ xăng đó giúp cho khi chúng ta lái xe, chúng ta cảm thấy là đường nó đỡ ồn hơn, rồi tiếng gió nó giảm. Ví dụ như không có tiếng động cơ thì, ví dụ như xe điện này không có tiếng động cơ thì cái nhà sản xuất họ phải làm nhiều hơn, trang bị nhiều thứ hơn để giúp cho cái âm thanh môi trường không lọt vào. Bởi vì không còn cái thứ triệt tiêu được âm thanh môi trường nữa. Động cơ xăng nó triệt tiêu, nhưng động cơ điện thì nó không có cái rung động, không có tiếng nổ, không có này kia, nó không triệt tiêu được. Đó, cho nên là trên động cơ điện, trên xe điện thì những nhà sản xuất họ phải làm nhiều thứ hơn. Ví dụ như trên chiếc E34 này, VinFast họ đã trang bị những cái tấm ốp chắn gầm, rồi những cái cách âm, rồi nhiều thứ lắm để giúp cho chiếc xe này êm ái hơn. Và một điểm rất là hay trên cái xe này đó là hệ thống camera 360, nó có thể tái tạo được không gian xung quanh một cách gần như là mắt mình nhìn thấy luôn. Các bạn thấy không, bên đây là một cái hồ nè, y như một cái hồ luôn, đúng cái hồ của khu mình luôn nè. Còn bên này cửa đang mở cho nên là nó không chính xác lắm. Tuy nhiên là các bạn thấy cái nhà không, là nó thể hiện cái nhà là y như cái nhà luôn, không phải bị méo mó như kiểu là trên những cái xe khác. Đó, một điểm rất là khác biệt. Và thậm chí nha, khi mình vô số thì cái bánh này nó quay luôn, ghê không? Để thử mở đèn, nó có lên đèn không? Mở đèn nó không có lên đèn. Chứ mở đèn mà nó lên đèn trên màn hình này là mình bất ngờ luôn á, mình ấn tượng luôn á. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về chất liệu cũng như là độ hoàn thiện của chiếc xe VinFast E34. Về chất liệu thì cái vô lăng này họ sử dụng chất liệu nhựa giả da chứ không phải là da nha. Nhựa giả da. Và cái độ mịn thì rất là cao. Mình thấy vô lăng ổn. Vô lăng ba chấu và logo VinFast ở đây. Trên này thì sử dụng nhựa thôi ha. Nhựa thôi.
và hơi khác với những cái xe khác do cái màn hình này nó lớn, cho nên là cái cửa gió thứ hai của người lái nó lại nằm bên phụ, và bên phụ có tới 3 cửa gió, thì cái người ngồi bên phụ thì sẽ sử dụng hai cửa này, còn cửa này thì sẽ hướng vào người lái ha. Còn ở trong này là một cái hộp để đồ, thì hộp để đồ này cũng nhỏ nhỏ, bé bé xinh xinh. Có thêm bệ, cái gì ta, đây có một hộp để đồ cũng như là cái bệ tì tay luôn nè. Chất liệu thì chỗ này hơi cứng, chỗ này hơi cứng. Tuy nhiên là về công thái học á, thì chiếc xe này thiết kế công thái học khá tốt. Ở chỗ đó là ở chỗ vị trí người lái, mình có thể thao tác trên màn hình rất dễ dàng, trong tầm tay. Thấy không? Rất công thái học luôn. Vô lăng, cần số, tất cả mọi thứ đều trong tầm tay. Ở chỗ này chúng ta sẽ có hai cái cổng sạc, cổng sạc điện thoại này. Vẫn sử dụng cổng USB-A chứ không phải USB-C. Thấy không? Cổng sạc để coi gắm màn hình vô nó có nhận Android Auto không ta. Hình như là không. Đã là màn hình Android mà còn nhận Android Auto nữa thì cũng bất ngờ lắm. Vô lăng thì chúng ta có thể điều chỉnh được lên xuống và đây cao thấp luôn ha. Thì ở phân khúc xe này VinFast Alpha 4 có thể là một chiếc xe duy nhất có thể điều chỉnh được vô lăng theo hướng này. Thường những cái hãng xe khác thì họ chỉ cho chỉnh lên xuống thôi. Ghế thì vẫn chỉnh cơ nha mọi người, ghế thì vẫn chỉnh cơ. Đây, ghế chỉnh cơ và mình thích điều đó. Trên này có một cái nút bấm SOS để chúng ta có thể gọi cho tổng đài của VinFast chẳng hạn. Ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta bị sự cố gì đó, chúng ta có thể gọi cho tổng đài của VinFast. Bên này là cái nút chỉnh gọi là chống chói á, chống chói khi mà có xe phía sau nó pha lên á. Mình quên cái từ chuyên môn đó là gì rồi. Bữa giờ mình đang bị F0, rồi sau khi bị F0 xong thì mình giống như là bị mất não gì đó, hay bị quên lắm, cho nên là mọi người coi xong người cũng thông cảm bỏ qua cho mình. Clip này thì mình đang thực hiện trong cái quá trình hậu Covid. Covid khá là mệt mỏi. Rồi, trên này là hai cái đèn và đèn halogen ha. Chúng ta sẽ mở bằng nút bấm chứ không phải là nhấn lên trên đèn đâu. Mở bằng nút bấm. Đây, có những cái nút nhấn nè. Xe thì không có cái chỗ để kính. Tuy nhiên là vẫn có chỗ để soi gương. Đây là chi tiết rất quan trọng đối với những người mua xe về là phụ nữ. Thường thì phụ nữ rất quan trọng điều này, nhưng mà thường các bạn để ý đi xe phân khúc này không có trang bị, không trang bị kính đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái màn hình chính giữa này. Rồi, trên cái màn hình này các bạn sẽ thấy ở cái vạch bên này, power đó là khi chúng ta đạp ga thì nó sẽ nhảy lên nhảy xuống. Còn khi chúng ta nhảy ga ra thì nó sẽ thể hiện dưới này. Để làm gì? Để báo là xe đang motor đang quay hay là đang chuyển thành dynamo để thu hồi dòng điện lại. Thì trên xe điện thì nó có cái tính năng đó là thu hồi dòng điện nhờ cái công khi mà sinh ra khi chúng ta chạy á, thì lúc chúng ta dừng lại, thì lúc chúng ta nhả chân ga ra thì cái motor nó sẽ chuyển thành dynamo và nó sẽ thu hồi dòng điện trở lại ha. Chúng ta có thể chỉnh dẫn đường trên đây luôn. Rồi kết nối điện thoại nè, kết nối Bluetooth. Và thí dụ nhấn cảnh báo gì đó. Còn trên này chúng ta có cả luôn cảnh báo áp suất lốp luôn nè. 2,4 ký, 2,5 ký. Cảnh báo tốc độ nè. Các bạn có thể cảnh báo khi mà chạy quá 120 chẳng hạn. Và công suất trung bình, quãng đường, tất cả mọi thứ thì không có. Các bạn để ý trên xe xăng á, thì hay thể hiện đó là lít trên 100 cây, nhưng mà trên xe điện thì thể hiện đó là kilowatt trên 100 km. Rồi khi về màn hình chính, đây màn hình chính nè. Mình đang ở chế độ tiết kiệm nè. Và nó thể hiện, tại vì chiếc xe này có thể cảnh báo lệch làn đường, cho nên là nó có thể hiện hai cái làn đường kế bên chiếc xe luôn ha. Và cái range này là thể hiện chúng ta còn đi được bao nhiêu km. Đây là lượng pin còn lại là 30%. Mình thấy đó là đối với mình á, thì cái lượng pin còn lại 30% này nó không cần phải thể hiện đâu. Tại vì nó gây cho mình cảm giác bất an á. Nếu như mà nó không có cái lượng pin còn lại này, mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi lái xe. Các bạn thấy không, xe xăng thì chỉ thể hiện đó là xăng còn nhiều hay còn ít thôi, chứ đâu thể hiện là còn bao nhiêu phần trăm xăng đâu. Thì mình thấy như vậy nó sẽ hay hơn. Giống như khi chúng ta sử dụng điện thoại thì chúng ta pin mà còn khoảng 19% thôi là tâm lý bất an liền. Thì trên xe điện nó cũng vậy. Còn bên này là thể hiện cái lượng pin còn lại nè. E là hết nè, F là full nè.
Khi mà xuống nghe thì nó báo đỏ nè, vàng, xanh nè. Rồi, cũng không có nhiều cái gì đó ghê gớm, nhưng mà về cái độ nét của màn hình này thì nó rất là nét ha. Màn hình này rất là nét luôn. Rồi, trên cái màn hình trung tâm này các bạn sẽ thấy là những chức năng hỗ trợ lái nè. Ví dụ như cảnh báo chờ làn đường nè, cảnh báo giao thông phía sau nè, cảnh báo điểm mù nè, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa. Đó, ở Việt Nam chúng ta thì khi chúng ta lái xe thì thường sẽ có những cái xe máy họ tới, thì cái chức năng này rất là quan trọng luôn. Hỗ trợ đổ xe, hỗ trợ đổ xe là có quay cho nó, có thể hiện cho mình cách hồ, có nghĩa là tự nó dê vô. Cũng ngon á. Ok rồi, pin nhà sạc nè, khi chúng ta xem trên này chúng ta sẽ biết là lượng pin rồi hành trình còn lại còn bao nhiêu nè, các dịch vụ về xe, rồi camera 360, bản đồ, âm nhạc, dịch vụ. Còn thí dụ chúng ta đây là mình đang sử dụng cái profile của anh Bạch Trung, còn muốn mà qua cái profile của mình đi, Lê Tiến đi, đây qua profile của mình. Em là trợ lý ảo của anh chị, cần gì anh chị gọi em ạ. Đó, khi chúng ta qua từng cái profile, thí dụ nhà chúng ta có 4 người thì mỗi người một cái profile riêng, nó sẽ cài sẵn là máy lạnh bao nhiêu, rồi xong rồi người đó thích giao diện gì, ví dụ như hình của mình cài trên cái giao diện của mình chẳng hạn, anh Bạch Trung thì nó sẽ khác. Đó, trên anh Bạch Trung thì nó sẽ khác nè. Đó, máy lạnh nó chuyển về cái nhiệt độ mà anh Trung anh hay xài, bên mình thì sẽ khác nữa. Ngoài ra thì chúng ta có cái nút này để chúng ta tắt cái hệ thống chống trượt, để khi mà cần đi vào những cái đường xấu á, chúng ta tắt cái hệ thống này để chúng ta có thể leo dễ hơn, và cướp điện chúng ta điều khiển bằng cái nút này luôn. Chỗ này thì có một cái cổng sạc không dây, cái lỗ sạc không dây, tuy nhiên là không có để vừa cái điện thoại ngày sạc 8 lần của mình, cái Samsung Galaxy Fold một ngày sạc 8 lần của mình nè, không để vừa. Ở hàng ghế thứ hai này thì các bạn có thể thấy là một cái độ rộng khủng khiếp không, như mình đã nói đầu clip, có thể nói là nó rộng một cách gọi là bơi được chỗ này luôn á, rộng ghê luôn nè, các bạn thấy không? Hàng ghế phía trước mình đang chỉnh ở vị trí của mình lái thoải mái, ngồi thoải mái, và hàng ghế thứ hai thì y như là ngồi mày ép vậy đó trời. Trời quá rộng luôn, và cái chỗ cái nệm để đỡ cái chân nó cũng dài nữa. Thường những cái xe ở phân khúc xe nhỏ như thế này thì họ sẽ làm cái đệm nó ngắn lại để tăng cái không gian. Nhưng mà trên cái xe này là họ làm cái đệm rất dài luôn. Cái lưng có độ ngã phải nói là sướng luôn á. Mà chân cũng còn rất rộng, rất thoải mái luôn. Phải nói là cái xe này về không gian là miễn bàn, miễn chê. Hàng ghế thứ hai, chính giữa rồi. Cũng quá thoải mái, quá rộng rãi, quá sướng luôn. Nếu mà mua xe này về để chở gia đình, chở con cái thì khỏi chê. Và đặc biệt đó là nếu mà mua về để chạy xe công nghệ thì một cái sự tôn trọng tuyệt vời dành cho khách hàng. Tại vì khách hàng ngồi sẽ cảm thấy là vừa êm nè, vừa rộng nè, không nghe tiếng nè, và người tài xế thì đỡ tốn tiền nè. Các bạn cứ tưởng tượng đi, một cái xe điện nó sẽ tiết kiệm cho các bạn nhiều hơn một cái xe xăng rất là nhiều. Bởi vì cứ mỗi 100 km tiền điện nó đâu đáng nhiêu đâu. Hôm bữa mình tốn 100 km tiền điện cái xe này chắc cao lắm, mình nghĩ coi chắc chừng 10.000 hết ta, mười mấy ngàn á, nửa, cho là nửa lít xăng đi. Mà 100 km bình thường á, các bạn tốn tới gần 10 lít xăng lận, tiết kiệm hơn 1 phần 10 lận đó. Là cái chi phí bỏ ra bằng nhau, chi phí vận hành rẻ hơn, thì cứ mỗi chuyến đi, mỗi ngày các bạn sẽ đem về nhà nhiều hơn cho vợ mình. Rồi, ok, đây là cái clip review sơ chiếc VinFast VF334. Mình sẽ có một cái clip review sâu hơn về chiếc xe này khi có nhiều thời gian hơn, cũng như là hết bị Covid. Bây giờ vẫn còn đang rất là mệt, nhưng mà ráng làm cái clip này để giới thiệu với mọi người. Rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người sống khỏe, kiếm được nhiều tiền để đổ xăng. Bye bye.